Chào mừng anh chị trở lại với channel Dũng Bất Động Sản Bà Rịa Vũng Tàu. Hôm nay Dũng đang có mặt tại Bầu Trinh, huyện Châu Đức. Giới thiệu tới anh chị một lô đất vuông vức với tổng diện tích là hơn 3 sào 2 anh chị, gần 3 sào 3, tức là gần 3.300 m² ấy. Nó nằm vừa là mặt tiền đường nhựa, vừa mặt tiền đường bê tông. Thì theo hướng phía trước mặt anh chị đi khoảng tầm 50 m rẽ phải, đi 200 m là ra giao với đường Bầu Trinh Làng Lớn nha anh chị. Còn lô đất thì mặt tiền đường tính từ đây anh chị nhé. Đó, có khoảng 18 mét bám mặt tiền đường nhựa. Đó, và xuống đường bê tông thì tổng cái mặt mà bám đường này á là 51 m². Đó. Cảnh thì cảnh bên này là sâu vào là 59 m². Còn cảnh phía trên này anh chị nhé, là sâu vào là 60 mét giáp đến bờ tường bên kia. Trên app và trên sổ thì ngay vị trí cảnh đó là nó có một con đường này. Là hiện tại thì nó người ta làm bờ rào á. Đó là có con đường ở đó anh chị nhá, con đường khoảng 2 m². Còn phía bên này này thì đi vào bên trong này có một căn nhà nữa với vườn người ta. Lô đất này thì tương đối là vuông vức và nở hầu là 59 m² anh chị. Với tổng diện tích là khoảng gần 3.300 m². Hiện tại thì gia chủ đang chào bán là 3 tỷ anh chị. Ở trên đất thì có một số cây này. Có cây xà cừ rất là lớn anh chị. Căn nhà của người ta ngày xưa ở đang còn đấy, có cái gốc xà cừ rất là lớn. Phía trên kia thì có một số gốc mít nhưng mà nó chết hết rồi, không có chăm sóc nên nó chết hết rồi. Từ vị trí này mà đi ra đường Bầu Trinh Làng Lớn thì nó khoảng 300 m, và ra Ủy ban Nhân dân xã Bầu Trinh cũng như là quốc lộ 56 anh chị thì đâu đó khoảng tầm 1.9 km. Ở đây thì lô đất này thì hình đất thì nó rất là đẹp, nhưng mà có cái nhược điểm mà hiện tại ấy, là cái nhà bên này đấy là cái xưởng, không phải cái xưởng mà là cái người ta nuôi heo anh chị nhá. Nó cũng không có mùi nhiều đâu, nhưng mà cái trại heo này thì cũng gần phải di dời rồi, tại vì nó phải đưa vào khu vực tập trung anh chị. Ở đây thì người ta nuôi dạng nuôi heo dạng CV cho nên là cũng không có mùi nồng như là các cái khu vực mà họ nuôi bình thường. Nhưng mà cái này thì có quyết định, nhớ không nhầm là có quyết định phải di dời rồi đấy. Gần 3.300 m², đất bằng phẳng, giá 3 tỷ, đất Bầu Trinh. Cách trục chính Bầu Trinh Làng Lớn khoảng 300 m. Theo như ở trên sổ thì và ở trên app tham khảo quy hoạch thì ở đây là nó là con đường này anh chị nhá. Nhưng mà hiện tại thì không có làm gì cho nên là người ta trồng cây làm hàng rào luôn rồi. Đấy. Ở đây này, cái này là có con đường này. Đó, giáp với đất nhà người ta là hai bên là có chừa một con đường. Đó thì với giá là 3 tỷ cho 3.300 m², đất Bầu Trinh. Anh chị nào mà quan tâm sản phẩm này thì liên hệ cho Dũng qua số điện thoại 0908 741 668 nha anh chị. Và nếu anh chị yêu thích thì cho Dũng xin một like cũng như là một đăng ký kênh để có thể nhận được những cái thông báo mới nhất từ những cái sản phẩm Dũng đăng lên. Đó thì anh chị chọn lựa những cái sản phẩm nào mà phù hợp nhất với nhu cầu. Dũng xin cảm ơn và hẹn gặp anh chị ở những cái sản phẩm tiếp theo ạ.